Thưa quý vị, đây là giờ tâm đạo và tâm linh hàng tuần vào sáng sớm chủ nhật từ 12:05 tới 1:05 trên làn sóng AM 1190 ở Nam Cali và khắp nơi trên thế giới có thể nghe được chương trình này. Xin vào website www.kxmx.com kxmx.com vì đây là chương trình chữa bệnh song ngữ, nên tôi vừa nói tiếng Việt và vừa nói tiếng Anh. Ngay từ giờ phút đầu, quý vị có thể ngồi yên tĩnh, nhắm mắt lại. Nếu ai có bệnh và muốn nhận được sự trợ giúp tâm linh của tôi, quý vị cần uống cho tôi một ly nhỏ nước lạnh và ngồi yên tĩnh, mắt nhắm lại. Quý vị đừng không nên gọi vào bây giờ, chút xíu nữa quý vị hãy gọi. Alo? Kính thưa quý vị ngồi yên tĩnh, mắt nhắm lại và nghĩ từ trên đỉnh đầu của mình, tôi đang gửi đến quý vị cái năng lực tâm linh để nó điều chỉnh lại những rối loạn cho quý vị. Ai đâu ở đâu, anh nghĩ đến chỗ đó, hãy để cái tay vào chỗ đó. This is the healing program on the radio at the channel AM 1190 every Sunday morning from 12:05 to 1:05. I'm sorry. Have someone calling? Yes. Hello? Yes, giờ phút này quý vị xin đừng gọi. Chừng độ 15-20 phút nữa quý vị hãy gọi. People on over the world could listen to this healing program by go to the website www.kxmx.com. Alo? Tôi nghe đây. Alo? Tại sao nghe không được anh Long ơi? In program, you may have various feeling in your body and your mind. Because at this moment, if you truly believe in this energy, we become one with that energy. Become one with the universe energy, with God energy. And you can feel something in your body and your mind. Maybe you feel the relaxation state and the peaceful. It is a choice of being. It is a choice of being the presence of love. Now you need to close your eyes and relax the body and mind. Kính thưa quý vị hãy nhắm mắt lại và nghĩ từ trên đỉnh đầu của mình, tôi đang gửi đến quý vị cái năng lực tâm linh này để nó điều chỉnh lại những rối loạn cho quý vị. Đâu ở đâu quý vị hãy để tay vào chỗ đó và hướng dẫn cái năng lực từ trên đỉnh đầu đến cái chỗ đau đó
làm đó. Thì thưa quý vị, quý vị hãy nhắm mắt lại và nghĩ từ trên đỉnh đầu của mình, tôi đang gửi đến quý vị cái năng lực tâm linh này để nó điều chỉnh những rối loạn cho quý vị. At this moment, you may feel the reverence of this self. You become a part of everything and everyone. And everything, everyone is a part of you. Xin quý vị hãy nhắm mắt lại và hít sâu vào đầm mũi, thở đầm miệng 5 lần chậm và sâu, và luôn luôn nghĩ từ trên đỉnh đầu của mình, tôi đang gửi đến quý vị cái năng lực tâm linh này để điều chỉnh lại những rối loạn ở trong cơ thể của mình. 4. Alo, chào thầy Khôi ạ. Dạ vâng, tôi nghe đây. Tôi là tên Lê Mười ở tỉnh Kon Tum ở Việt Nam ạ. Dạ vâng, tôi nghe đây. À, em là bị nó cái bệnh là đau lưng mà nó mấy năm rồi mà không bớt thầy ạ. Dạ vâng. Cái bệnh nữa là nó loạn tinh trùng thầy. Vâng. Dạ. À, nhà em tình cờ em tra trên mạng thì gặp được cái trang web của thầy á. Vâng. Cho nên em giới thiệu số điện thoại em điện hôm qua có nhờ người bạn ở bên Mỹ điện cho thầy á. Vâng. Dạ. Thì bây giờ thế này, ông Mười nhắm mắt lại nhé. Dạ. Nghĩ từ, tôi chữa cho một chút nhé. Ông nghĩ từ trên đỉnh đầu của ông đó. Ông nhắm mắt lại đi, ngồi yên tĩnh. Ông đang ở nhà hay là ở ngoài phố, ở tiệm internet hay là gọi điện thoại ở nhà? Ông đang gọi điện thoại ở nhà hay là trong tiệm internet ông Mười? Ông có nghe tôi không? Thấy em nhắm mắt lại không nghe. Tôi nói với ông rằng đó, ông nhắm mắt lại, ông nghĩ từ trên đỉnh đầu của ông, tôi đang đưa cái năng lực tâm linh này xuống để nó điều chỉnh lại những rối loạn cho ông. Phương pháp của tôi chữa bệnh là ông phải nghe những cái CD tài liệu đó một ngày 2 lần ở nhà. Ông sẽ phải mua cái tài liệu đó để nghe ở nhà và mỗi tuần gọi qua cho tôi 1 lần thế này để tôi chữa cho nhé. Nếu ông muốn chữa, ông phải làm theo đúng như thế. Ông nghe được chưa? À, vấn đề nói chuyện thế này này, khi tôi nói ông không nghe, không trả lời tôi, thì tôi không biết ông có nghe được không? Thầy nói thì em nghe được ạ. Khi mà tôi hỏi câu nào, ông phải trả lời tôi câu đó để tôi biết ông có nghe nhé. Dạ. Ông có email của tôi chưa? Có email ạ. Ok, ông email cho tôi sẽ hướng dẫn ông và chỉ cái chỗ cho ông để mua cái tài liệu đó để mà nghe ở nhà ngày 2 lần nhé. Dạ. Nếu ông tin, nếu ông muốn được chữa, thì ông phải làm theo đúng như thế. Và mỗi tuần ông gọi vô thế này để tôi chữa trực tiếp cho ông. Ông nhắm mắt lại và ông ngồi cho yên tĩnh. Ông gọi từ ở nhà hay là trong tiệm internet? Em gọi từ ở nhà, gọi cái internet thì không được, hồi nãy 2-3 lần không được, bây giờ em gọi bằng điện thoại di động ạ. Trời, đúng rồi, ông gọi cái internet tôi không, từ nãy tôi nhắc lên mấy lần mà không được nhé. Dạ. Ông gọi bằng cái này đi, đừng gọi bằng internet nữa. Bây giờ ông ngồi yên tĩnh, nhắm mắt lại. Đầu của ông, tôi đang gửi đến cái năng lực tâm linh này. Ông phải giữ cho yên tĩnh xung quanh, tôi thấy hơi ồn đó nhé. Dạ. Nhắm mắt lại nghĩ đến cái đỉnh đầu của ông. Tôi đang gửi đến cái năng lực tâm linh này. Rồi ông nghĩ đến cái bệnh của ông, nó đang điều chỉnh lại cho ông. Bệnh của ông cái gì, ông nghĩ đến cái đó là nó sẽ điều chỉnh lại, nó sẽ giúp cho ông từ từ khôi phục lại cái sức khỏe như cũ. Bây giờ ông hít vào đầm mũi, thở ra đầm miệng 5 lần đi, chậm và sâu. Hít vào là lấy tiên thiên khí vào,
Thở ra là nghĩ thải những cái bệnh, những cái trược đi ra ngoài. Cái giờ này là ông gọi vào cái lúc của khoảng ở Việt Nam là khoảng 2 giờ rưỡi, ông gọi cho tôi nhé. Đừng có gọi sớm, khoảng 2 giờ rưỡi. Ông gọi đều thế này, ít lần, và ông nghe những cái CD đó ngày 2 lần, rồi bệnh của ông sẽ bớt, và ông sẽ được khỏi nếu ông đủ niềm tin. Ngày mai ông email cho tôi nhé, để tôi sẽ hướng dẫn cho ông. Nghe ông mời. Dạ, cảm ơn thầy. Từ lúc nãy giờ ông làm theo như vậy, ông có cảm nhận những cái gì ở trong cơ thể của ông không? Dạ, thấy hơi ấm lên. Thấy người trong người ấm lên. Tốt lắm. Đó là cái năng lực tâm linh tôi gửi đến cho ông đó, để nó điều chỉnh lại cái bệnh của ông đó nhé. Cảm ơn thầy. Ông luôn luôn nghĩ từ trên đỉnh đầu của ông đó, tôi đang đưa cái năng lực này xuống. Ông chỉ việc ông nghĩ như thế thôi, tin như thế đi là ông sẽ nhận được. Ngày hôm nay chút nữa có thể có một ông ở trên Đà Lạt nữa. Ông ấy nghe, khi ông mở ra ông nghe mấy cái CD của tôi đó, ông nhận được cái năng lực rất là mạnh chạy vào trong người của ông ấy. Và bà vợ ngồi bên cạnh và những người bạn ngồi bên cạnh ngồi nghe cũng đều nhận được năng lực chạy vào trong người khi nghe cái CD đó. Vì thế mà tôi nói là quý vị muốn chữa bệnh, quý vị phải nghe cái đó một ngày 2 lần. Vì đó phát ra cái năng lượng để chữa bệnh cho quý vị. Ông tiếp tục nhắm mắt đi. Cứ làm như thế đi. This is a man from Vietnam. He called, asked for healing. After a few minutes, he felt the warm energy in his body. He has some disease. This is the first time he called from Vietnam. I tell him that you have to call every week, once a week like this. And beside that, he has to listen to the CD for self-healing at home twice a day. If someone have the disease and they really want get well, get help, they have to follow my instruction by listen to the CD for self-healing at home twice a day. Bây giờ ông mời nói tôi biết. Ông cảm nhận gì ở trong người ông, nói có to lên. Ông thấy trong người nó hơi nóng lên rồi. Rồi, nóng lên nữa. Tốt lắm. Ông có biết nó là cái gì không? Cảm giác như có một cái luồng khí nó chạy vòng vòng trong lưng. Vâng. Nhưng mà ông có biết đó là cái gì không? Mà cũng chưa hiểu nhiều về cái này thôi. Tại sao ông ở Việt Nam ông gọi cho tôi nói chuyện mà ông thấy những cái luồng khí nóng nó chạy trong lưng mà ông biết là cái gì hết hả? Có đọc qua cái trang mạng rồi biết số điện thoại thầy, chỉ đọc cái trên mạng thì chứ. Giờ ông tiếp tục ông làm như thế nhá. Dạ. Rồi mềm chút nữa ông email cho tôi biết để tôi sẽ hướng dẫn cho ông nhá. Dạ. Rồi. Bây giờ ông có thể ông cúp đi được, rồi chừng độ 10 phút nữa, 15 phút nữa gọi lại gặp cho tôi nhé. Bây giờ ông ngồi ở nhà đó, ông nhắm mắt lại, ông làm một mình như thế này, không có nói, không có ồn ào, giữ cho tâm yên tĩnh, mắt nhắm lại, và ngồi hít thở mấy cái rồi nghĩ đến cái năng lực tôi đang truyền xuống cho ông nhé. Ok không? Alo? Hello? Tôi nghe đây.
Có phải anh Điền đó không? Anh anh Điền đó hả? Ok, anh Điền ở Huế tôi biết rồi. Đây là anh Điền ở Huế, Việt Nam. Anh nói lắp. Anh có thể anh gọi lại cái số phone khác được không? Cái này tôi nghe không được đó nhé. Anh phải gọi bằng cái phone ở nhà chứ anh gọi bằng internet nghe không có được đâu. Alo? Hello? Tôi nghe đây. Alo? Dạ vâng, tôi đây. Tôi là Thành, nó có hai đứa con, tôi đọc thế này. Dạ. Tôi gọi cho thầy, nhà thầy chích cho cháu. Dạ vâng. Từ nãy giờ ông Thành có làm theo lời hướng dẫn của tôi không? Có chứ ạ. Dạ. Dạ, cũng làm thế này. Dạ. Ông cứ tiếp tục như thế nhé. Thế hai cháu có nhiều tiến bộ lắm thầy, dạ. Thầy giúp đỡ dùm. Tình trạng nó đỡ khá nhiều nhỉ hả? Khá nhiều dạ. Ok. Nó không còn quậy phá như trước nữa hả? Nó có được thầy. Ok. Mà nó nhiều khi nó còn tự động nó lấy thầy nó mở cái đĩa CD của thầy cầm nó nghe. Vâng. Chú nha. Ông Thành chờ tôi một chút nhé. Thành chờ tôi một chút nhé. Ông Thành á. Vâng. Cứ mỗi tối thứ bảy khuya thế này nè, ông nên nghe rồi ông làm theo lời tôi hướng dẫn. Tại cái bệnh của hai cháu nó thuộc về tâm bệnh, cái vấn đề bị cái tà lực đó, cho nên nó phải lâu hơn, nhưng mà đã có những cái triệu chứng tốt của hai cháu. Như vậy thì ông nên tiếp tục giữ cái niềm tin như lúc ban đầu thì hai cháu nó sẽ được khỏi nhé. Vì ở gần lâu lâu có thể ông đến đón tôi ghé lại nhà để tôi chữa thêm cho hai cháu nhé. Cái cháu lớn đó thì cái triệu chứng của nó như thế nào ông nói rõ cho tôi nghe được không? Bây giờ hiện thời nó như thế nào, nó đỡ hơn trước là đỡ như thế nào? Hồi trước nó quậy khá nhiều, bây giờ thì mình nói nó nghe nó hiểu. Ok, rồi, bây giờ chút xíu ông gọi lại tôi nhé. Alo? Tôi nghe đây. Alo, tôi nghe đây. Yes. Yes. Speaking. Cathy? Nó có phản đài chiếm bài đó không ạ? Dạ vâng, tôi nghe đây bà. Và tên là gì, ở đâu gọi đến? Tôi muốn được gọi vào để chữa bệnh, ông có thể giúp tôi không ạ? Vâng, được chứ. Bà tên là gì, ở đâu gọi, và bị bệnh gì, và cần nói cho tôi nghe rõ ba điều đó nhé. Dạ, thưa ông, tên là Hoàng A. Tôi chỉ về định gan mà bác sĩ bảo rằng tôi cái gan tôi, cái mặt nó tiết ra không đều, thành ra lúc nó tiêu hóa được, lúc nó không, mà tôi ăn rất là đầy, nó không có tiêu. Tôi uống nhiều thuốc lắm được mà không thấy thuyên giảm, thành ra tôi xin nhờ được người ạ. Bà ở đâu gọi vào? Bà ở đâu gọi đến vậy? Alo? Bà ở đâu gọi đến? Tôi ở San Jose ạ. San Jose, ok. Thì bà có email của tôi không? Ok, thì bà email cho tôi rõ các chi tiết đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà nhé. Thứ nhất, bà phải nghe cái CD để tự chữa bệnh ở nhà ngày 2 lần. Và mỗi khuya thứ bảy thế này, bà gọi vào để tôi chữa trực tiếp cho bà. Giống như tất cả những người khác đó. Giờ bà nhắm mắt lại đi. Nghĩ từ đỉnh đầu của bà. Xin lỗi. Alo. Tôi nghe đây ạ. Bây giờ đừng có gọi, tôi đang chữa bệnh kia, anh gọi lại số phone kia đi, đừng gọi số này nhé. Vâng ạ. Thì gọi tiếp tục đi, tại vì nó có mấy người nó kẹt lên chút xíu rồi gọi lại nhé. Vâng ạ, dạ vâng. Bà nhắm mắt lại nhé. Nghĩ trên đỉnh đầu của bà, tôi đang gửi đến cái năng lực tâm linh này để nó điều chỉnh những rối loạn trong cơ thể của bà. Và để một cái tay vào cái chỗ bụng đó, cái chỗ cái gan đó nhé. Dạ.
và cần gọi tiếp tục mỗi tuần một lần như thế này và nghe cái CD đó ngày hai lần. Từ nãy giờ bà có nghe tôi nói mấy cái người mà họ ở Việt Nam khi họ nghe cái CD và nhận được cái năng lực phát ra và trong người rất mạnh, bà có nghe không? Tôi có. Bây giờ là một cái ông người ở trên vùng Kon Tum và một người khác nữa, một ông khác ở Đà Lạt, thì ông ở Đà Lạt cũng nhận được rất là mạnh. Chiều nay ông có gọi cho tôi, vợ của ông ấy và những người bạn ngồi chung quanh cũng nhận được cái năng lực mạnh khi ông mở cái CD ra nghe. Cái CD đó tôi gọi là cái thuốc để tự chữa bệnh ở nhà. Nó đã cứu giúp được rất nhiều người cả Mỹ, cả Việt Nam. Nếu ai đủ niềm tin và có cái tâm thành, họ sẽ nhận được, bà hiểu không? Nếu mà người ta không đủ niềm tin, không có tâm thành, họ sẽ không nhận được. Vì đây là lối chữa bệnh bằng tâm linh, từ cái tâm linh thiêng của mỗi trong con người chúng ta. Tất cả chúng ta đều có sẵn cái năng lực tâm linh nó ở bên trong hết cả. Đó là cái chân ngã, đó là cái thượng đế tính ở bên trong. Khi ta sống bằng cái chân ngã con người thật của mình, có nghĩa rằng ta hợp nhất với lại cái năng lượng của vũ trụ, với thượng đế, ta có thể nhận được những cái năng lực ở trong vũ trụ mà tôi gửi đến cho quý vị. Bà cần coi kỹ website của tôi thì bà sẽ thấy những cái chuyện về chữa bệnh với những hình ảnh và những tài liệu của chính những người bệnh mà nói lên. Tất nhiên mỗi lối chữa bệnh nó hợp với một số người, lối chữa bệnh nào cũng tốt hết. Nếu quý vị học và tin theo lối chữa bệnh nào, quý vị cần phải làm đúng những lời hướng dẫn của cái người bác sĩ hay người thầy chữa bệnh đó. Alo. Bà gì vừa rồi và ông mười ở Việt Nam đó. Alo, tôi nghe đây. Alo. Thì thầy có điện phù ở đây. Dạ, ai đó? Ông Chí ở Đà Lạt đó. Ông Chí ở Đà Lạt phải không? Ok, bây giờ ông Chí, dạ. Ông Chí nói tôi nghe. Khi mà ông... Thầy nghe đó, thầy. Ok. Ông nói cho tôi nghe đi. Dạ. Về cái, ông nói cho tôi nghe cái cảm nhận của ông khi ông nghe cái CD để tự chữa bệnh ở nhà. Bây giờ thầy tự cho mình vừa có ông chụp cái này. Tôi thầy đi ở nhà thấy nó phải có năng lượng từ ông bố đã cười phải lắm, nó nóng người luôn. Cái năng lượng nó vào trong người làm nóng người lên à. Và ông thấy khỏe là như thế nào? Tôi có nói với ông là tối nay ông gọi vào đó, ông cần phải nói rõ cho mọi người nghe, chứ không phải ông gọi ở nhà tôi, ông nói cho mình tôi nghe, nha. Thầy là nhà tôi thầy đấy. Bây giờ thầy chưa tôi nghe là khi bà ấy ngồi với ông nghe cái này bà ấy nhận được như thế nào và những người chung quanh như thế nào? Thì khi bắt đầu ngồi cái đó với bà là thấy cái nó bực đó. Rồi nó động năng lượng, nó chạy nó động á. Rồi xong rồi là thấy cái đầu tiên. Thì thứ hai xảy ra lấy vui rồi nó động nó khỏe lên. À, nó khỏe lên nguyên, nó đã khỏe. Tôi vì là người ta khỏe còn ba ba cái tập này. Rồi bà bà cứ là nguyên thị trấn nhá. Bây giờ là được có chịu từng người á. Thế là nó ở bệnh viện không có chạy nữa, chạy được. Rồi ông nói là mấy người bạn ngồi chung quanh cũng cảm nhận được cái năng lực phát ra luôn phải không? Dạ dạ, dạ được nó phát ra luôn. Cả hết cả cái phòng, cả cái nhà ra luôn. Cả cái phòng. Cái người ở đây còn nóng. Trong nhà, trong phòng đó mấy người ngồi chung quanh đều nhận được cái năng lượng phát ra hết hả? Đều thấy cảm thấy nóng trong người hết lên. Đây là ông Chí ở trên Đà Lạt. Khi ông nhận được cái CD để tự chữa bệnh của tôi, ông mở ra
thì ông nhận được cái năng lực rất là mạnh. Tôi đang nói chuyện thế này là tôi đang chữa cho bà vợ ông đó nhé. Thì bà vợ ngồi bên cạnh cũng nhận được cái năng lực rất mạnh trong người, và trong nhà còn mấy người nữa ở chung quanh cũng nhận được cái năng lực. Bà tên là gì? Bệnh gì bà nói tôi nghe. Rồi bà nói chuyện với tôi đi. Rồi bà nói chuyện với tôi có nghĩa rằng tôi đang chữa bệnh cho bà đó nhé. Còn ông Sắn đó, ở Georgia đó, thì chút nữa ông gọi lại sau không sao hết nhé. Khi mà ông nghe thế này có nghĩa rằng tôi đang chữa cho ông luôn nữa đó. Tại vì có mấy người Việt Nam cho nên tôi sẽ nói chuyện với ông sau. Bà tên là gì? Trinh hả? Tại sao cái phone cho nó, bà gọi bằng phone gì đó mà nghe không rõ gì? Vâng. Bà để một cái tay vào cái chỗ, bà để cái tay vào cái chỗ cái bụng đó nhá. Để cái tay vào chỗ bụng và nghĩ. Và nghĩ từ trên đỉnh đầu của bà, tôi đang truyền xuống cái năng lực tâm linh này để nó chữa bệnh cho bà nhé. Cả hai ông bà đang ngồi và chăm chú nghe thế này đó, nói chuyện với tôi thế này là tôi đang chữa bệnh cho đó nhé. Chứ không phải rằng tôi nói rằng bây giờ tôi chữa đâu. Khi ông gọi vào ông nói chuyện với tôi đó là tôi đã bắt đầu chữa bệnh cho ông rồi. Em gọi ở đây. Từ lúc nãy giờ đó ông. Dạ. Ông chờ tôi một chút. Ai đây bà? Bà. Giờ năm nay bốn rồi. À. Bây giờ bà thấy trong người như thế nào? Cảm nhận có cái gì? Ông bà hôm nay cảm nhận có cái gì trong người khác không? Tôi đang từng ngủ mệt. Tôi đang từng ngủ mệt. Tôi nghe không rõ, cái phone nghe không rõ bà. Dạ. Tôi nghe không có được. Tôi đang từng ngủ mệt thế này. Dạ. Lần sau đó ông và bà gọi vào cái phone nào phải để nghe được nhé, chứ ngay cái phone này không có được rõ nhé. Cái phone này nghe được rõ đây đây. Nghe không được rõ, nghe của bà, tôi nghe giọng của bà không được. Dạ. Từ lúc nãy giờ ông Chí với bà có cảm nhận cái gì khác ở trong người không? Dạ, chị không, chứ là đi đến đây. Rồi, bà nhé. Bà nhắm mắt lại đi. Rồi bây giờ chút xíu nữa tôi sẽ nói chuyện với bà nhé. Alo. Tôi nghe đây. Vâng, ông bị bệnh gì? Cháu bị bệnh đó. Vâng. Tức ngực đó. Vâng. Không biết là do đâu nó làm cái gì nó làm cho tức ngực nó không có được nữa. Anh gọi, anh tên là gì, gọi từ đâu vậy? Trong cái đà tổng ở Santa Ana. Santa Ana. Từ mấy giờ anh có nghe chương trình này từ lúc nãy không hay là mới nghe đây? Mới nghe đây. Bây giờ anh nhắm mắt lại nhé. Anh nghĩ từ trên đỉnh đầu của anh, tôi đang đưa cái năng lực tâm linh này xuống cho anh. Rồi anh đau ở đâu anh nghĩ đến chỗ đó, anh để cái tay vào chỗ đó. Anh có coi cái website của tôi chưa? Cháu muốn con mua CD mà cháu muốn mua chỗ nào, bán với sao thằng nào mua hả? Anh ghi cái số phone của tôi này, ngày mai anh gọi cho tôi nhé. Dạ. Số phone là 714. Dạ, dạ. 714. 704. 704 hả? 0070. Dạ, tôi đang mua. 704 không 070. Dạ, cảm ơn cháu. Rồi ngày mai
anh gọi tôi, nếu mà không có nhà anh nhắn ở trong cái máy tôi sẽ gọi cho anh nhé. Dạ tôi hiểu anh. Vâng, rồi mỗi cuối tuần anh gọi vào cái giờ như thế này tôi chữa cho, và những ngày lúc khác thì nghe cái CD ở nhà ngày hai lần nhé. Cái lực nó làm cho cái đè của cái ngực mình, cái lực nó là tà khí đâu, nó đến như thường tôi thấy. Ông bị lâu chưa? Anh bị lâu chưa? Tôi bị hạn mấy năm rồi, năm 10 năm nay rồi. Khó thở hả? Là khó thở, và tôi nghĩ là do tà khí của người nào đó, một tà sư nào đó ông trào ra. Ok. Nó đè ngực mình, thở ngực. Đi từ rồi tôi sẽ mỗi ngày để chịu cái bệnh này mà không hết được. Vâng, thì anh cứ nghe cái tài cái CD của tôi một ít. Tôi hiểu mà, tôi cảm ơn bác. Vâng, ok, bye bye anh. Hello ông Sĩ. Mỗi một ngày ông bà nghe cái CD ở nhà ngày hai lần nhé. Dạ. Alo, có một quý vị khác mới gọi vào ạ. À? Xin trả lời cho biết ạ. Hello. Alo. Cái kẹt là nhiều khi quý vị gọi vào rồi quý vị không có nói gì hết cả. Thành ra hay là cái phone nghe không rõ nữa. Thì ra rất là trở ngại cho vấn đề chữa bệnh. Quý vị nào mới gọi vào xin nói tên và số phone. Và nếu không tôi phải cúp đi để cho một số người khác. Alo, tôi nghe đây. Alo. Tôi nghe anh nói đây, anh nói chuyện đi. Bất ngờ nha. À, Trường, tại sao có mỗi lần Trường gọi vô là không có nói gì hết trơn nhỉ, hả? Đây là em... Đỡ nhiều lắm rồi thì... Là đỡ cái bệnh gì đỡ rồi? Dạ. Cái bệnh gì đỡ rồi? Dạ... Bệnh gì đau à? Đau cổ tay ấy. Đau cổ tay đỡ nhiều rồi, hả? Đây là em Trường gọi từ miền Bắc Việt Nam, gọi từ Móng Cái. This is a young man named Trường calling from the North Vietnam. He said that his sickness is better a lot, and he still have some small disease, but he felt that the energy come to his body. Each time he talking to me on the phone. Lần sau gọi vào đó nói cho to lên nha Trường nhé. Vâng. Rồi đó vẫn thực hành ở nhà nghe cái CD đó chứ phải không? Chưa nhận được thầy được. Chưa nhận được đó. Ok, cứ thực hành, cứ tiếp tục làm theo lời tôi hướng dẫn đi. Chắc là một hai bữa nữa người ta sẽ gửi đến tới nhé. Ok, đang nói chuyện thế này là đang chữa đó. Biết không? Ok. Khi nói chuyện với tôi tức là đang chữa bệnh đó. Tại vì cháu chịu khó gọi từ Việt Nam mỗi tuần. Đó là chứng tỏ cái niềm tin của cháu và cái quyết tâm. Nhiều lúc phải quay đó. Ok. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trường gọi từ tiệm Internet hay là gọi ở nhà? Hello? Bây giờ Trường đã lần sau phải gọi tầm cái cell phone ở nhà nhé. Gọi trên Internet tôi không nghe được nhé, tôi phải cúp đi nhé. Alo, ông Chí còn đó không? Yeah, hello. Rồi, tôi nghe đây. Bà nói đi. Bệnh, ông Chí cho tôi biết cái bệnh của ông là bệnh gì?
thần thần suy thần mà suy thận tiểu đường ông nói là mấy bữa nay mà. Ok ông nói, mấy bữa nay ông thực hành đó ông thấy trong người khỏe lắm hả? Dạ ông khỏe, ông pha thì đây chứ không có gì khỏe. Ok. Bây giờ ba nó không phải chơi thầy. Ba ấy bị bệnh gì ông? Dạ. Ba bị bệnh gì? Ba có gì? Có gì thì chúng ta gặp một cái gì nó chặn ra là gì có một cái trong bụng, nó bụng và có gì gì thì khối u ở trong bụng á. Khối u trong bụng nữa. Tôi là có. Thế là có cái ba mà ở bên cạnh có lại có mặt thấy thì một khối u ở trong bụng thì chết. Từ mấy giờ bà đó có làm theo lời hướng dẫn của tôi không? À. Quý vị đó, gọi vô đó, quý vị phải làm sao mà để nghe được lời tôi. Và tôi nghe được lời quý vị mới được nhé. Có những người ta gọi qua từ Việt Nam qua đó, nghe rất là rõ. Tôi hiểu ông gọi bằng cái phone. Bên này nghe rõ đấy thầy. Bên đó ông nghe tôi rõ không? Không rõ đây, hai chỗ mà chỗ kia thì nghe rõ, chỗ này nghe rõ đây. Ok, tại vì cái phone của ông đó nhé. Ông có đang nghe bằng chương trình này bằng internet ở nhà không? Dạ không, có sẵn rồi. Vì ông cần phải có một cái, ông phải đi có một cái computer để mà nghe bằng internet nhé. Chứ không phải bằng phone không, thế này không đủ. Ok. Nếu muốn chữa bệnh, hai vợ chồng đều bệnh nặng hết cả. Thế không cũng... Rồi ông mua cái computer ở nhà đó, để mà hai vợ chồng nghe và những người bạn nào gần đó, họ không có máy cho họ nghe nhé. Mình phải có cái tấm lòng mở rộng giúp đỡ người khác thì mới chống được khỏi, chứ không phải là chỉ muốn chữa bệnh cho mình không thôi. Ông hiểu không? Tôi đang chữa bệnh đây này. Giờ ông đã, chữa ông chữa bụng đang nói thì bây giờ gần hết giờ rồi, thế bây giờ để kỳ tới tuần tới ông lại gọi vào tiếp nhé. Ông Sắn, từ nãy ông gọi cho tôi là tôi biết ông có nghe rồi và tôi đang gửi cái năng lượng đến cho ông. Ông cứ tiếp tục ông làm như thế đi nhá, rồi ông sẽ được khỏi. This is the healing program on the radio. What is the spiritual healing method? This is spiritual way help you to develop the positive thought, the self-wisdom, the wisdom, the divine wisdom and the love. This is the way of life in harmony with the higher energy in the universe. Hello. Tôi nghe đây. Em là người ở con tâm Việt Nam á, thầy cô. Dạ vâng. Ông người phụ nữ. Dạng em liên lại đó. Vâng. Ông phải tiếp tục làm như thế này nhé. Mỗi tuần vào một lần và nghe những cái CD, mua cái CD để tự chữa bệnh ở nhà giống như ông Chí ở Đà Lạt đó nhé. À, khi ông nghe cái CD đó, ông thấy cái năng lực rất là mạnh tràn vào trong người của ông ấy. Em có nhờ người bạn, em nói là gửi. Ok ông, nếu mà ông có đủ niềm tin và quyết tâm thì ông sẽ được cho lành, có thế thôi. Em rất tin đó rồi. Vâng, thì cứ mỗi khuya thứ bảy thế này, ông chờ 12 rưỡi, tức là khoảng 2 giờ rưỡi bên đó đó nhé, 2 giờ 20 trưa chủ nhật bên đó đó, ông gọi vào cho tôi, đừng có gọi sớm nhé. Dạ, 2 giờ 20 gọi vào cho cái giờ này chữa bệnh này này nhé. Gọi vào đây mỗi trưa bên đó, tức là trưa bên đó, tức là 2 giờ 20
trưa chủ nhật đó nhé. Trưa chủ nhật dạ. À, 2:20 cứ gọi vào thế này cho tôi. Em biết cái thời gian rồi thầy. Vâng. Bất cứ tôi nghe đây. Em biết mặt thời gian rồi. Vâng. Dạ. Những người nào không có đủ niềm tin vào cái tâm công thành. Hồi ở bên Việt Nam là có một con thầy, ông học ở bên Pháp về, ông cũng chạy về cái cảm xạ học, em cũng rất là tin đó thầy, là cái năng lực mà cái từ cảm xạ đó. Vâng. À. Em cũng có hiểu sơ về cái này ạ. Vâng. Và bây giờ cái thời gian nó sắp sửa hết rồi nhé. Thành ra có gì hẹn gặp anh tuần sau nhé. Rồi, dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc cứ liên lạc với tôi, ngày mai quý vị có thể liên lạc ở số 714-704-0070-704-0070 và quý vị nên vào website của tôi để coi về chữa bệnh bằng tâm linh www.chữabenhbangtamlinh.com chữa bệnh chứ không phải là chữa bệnh bằng tâm linh.com.